bạn cho rằng con Khánh Thi nhà mình không xứng đáng yêu thằng Huy à? Ý của tôi là Khánh Thi nó hơn tuổi, cho nên... Vậy bạn nghĩ rằng tôi muốn con gái mình yêu một đứa kém tuổi như thằng Huy à? Trong khi tôi chưa nói chuyện này ra, ai cho phép bạn nói ra trước mặt những người khác? Lại còn nói đó là mối quan hệ linh tinh. Bạn có biết bạn đang xúc phạm tôi và con gái tôi không? Sao? Có chuyện gì? Nói nghe nào. Em không muốn nói. Nói ra anh với mẹ lại bảo em chỉ giỏi gây chuyện. Em không muốn nói thì thôi, nhưng đừng lôi mẹ vào việc này. Này, em không nói thì anh cũng không muốn biết chuyện gì à? Thế rốt cuộc là chuyện gì? Anh có biết thằng Huy nó đang yêu con Khánh Thi không? Nên chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi. Cái gì? Đến giờ phút này rồi con định bỏ cuộc á? Con quyết định rồi. Mẹ nói cho con biết, con đang làm rất tốt. Còn tất cả phần còn lại để mẹ lo. Mẹ, con không muốn nữa.